kính chào các bạn đồng nghiệp. Hôm nay thì tôi cũng rất là hân hạnh được nói cái bài đầu tiên là về chăm sóc toàn diện bệnh nhân đái tháo đường. Đây là nói về, không phải là chưa nói về thuốc, tại vì cuối tháng này mình mới nói về thuốc. Đây là khi mình tiếp xúc với một người bệnh nhân đái tháo đường thì mình có những vấn đề gì mình quan tâm để quản lý tốt cho bệnh nhân. Thì vì tôi cũng hơi bận việc gia đình, thành thử ra là tôi nói xong bài, nếu các bạn có câu hỏi đó thì chúng ta giải quyết ngay, còn nếu không thì gửi câu hỏi về cho ban tổ chức á, để sau đó là đến ngày 25 gặp lại thì tôi cũng sẽ giải quyết trong cái phần tiếp. Thì vì chúng ta đi từ A tới Z cho nên tôi cũng xin phép là nhắc lại về cái định nghĩa của đái tháo đường. Thật ra đây là một tình trạng tăng đường huyết mạng do thiếu insulin tuyệt đối hoặc là tương đối. Và dĩ nhiên đường huyết tăng thì lâu ngày sẽ đưa đến những cái biến chứng ở mạch máu lớn, mạch máu nhỏ. Nhưng mà quan trọng là nó sẽ kéo theo những cái gọi là thay đổi chuyển hóa của cả chất protein và lipid. Vì vậy cho nên đái tháo đường chúng ta gọi là bệnh toàn diện mà ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan ở trong cơ thể. Nếu chúng ta đọc những cái nghiên cứu về tỷ lệ lưu hành của bệnh đái tháo đường á, thì chúng ta thấy là bao giờ đó cái số mà người bệnh nhân bị bệnh thật sự nó cũng nhiều hơn là con số công bố. Thì chúng ta cũng thấy là trong cái atlas sau cùng á, của cái Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế đó, thì cái atlas trước đây á, thì là người ta dự định là năm 2015 thì cái số người đái tháo đường vào khoảng độ gần 400 triệu thôi. Nhưng mà con số thực, con số công bố là 415 và con số thực sẽ hơn nữa. Và cứ mỗi lần dự đoán thì chúng ta thấy là cái con số đái tháo đường càng ngày càng tăng. Thì ở Việt Nam á, năm 2012 thì tỷ lệ ở trên toàn quốc á, là 5,4%. Cái số người bị đái tháo đường là 3.299 triệu. Và nhưng mà trong đó, đó thì chúng ta cũng biết là cũng dần như giống như hầu hết các nước trên thế giới là cái tỷ lệ lưu hành của đái tháo đường ở nữ bao giờ cũng hơi cao hơn nam một chút. Và cái số người mà bị không đái tháo đường mà không được chẩn đoán thì bao giờ cũng bằng một nửa cái số người được chẩn đoán. Và số tử vong liên quan đến đái tháo đường thì nó chiếm đến khoảng nửa triệu và trong khoảng từ 20 cho tới 79 tuổi. Thì để hiểu về bệnh đái tháo đường thì có vài cái định nghĩa về khái niệm cơ bản chúng ta cũng nên nhìn qua. Cái thứ nhất đó là cái đường huyết của chúng ta đối với một người bình thường, cái tụy hoạt động bình thường nó phải ở trong một cái mức giới hạn. Nếu mà lúc đói thì vào khoảng từ 80 hoặc là 70 cho tới 100 mg trên decilit. Và chúng ta muốn đổi qua millimol thì chúng ta chia cho 18. Cho nên rất là dễ thôi. Tôi còn nói, ở đây thì chúng ta thường thường là trong miền Nam thì chúng ta theo hệ của Mỹ cho nên thường thường chúng ta tính bằng mg trên decilit. Thì để giữ cái thăng bằng glucose huyết này đó, trong ngày đó chúng ta có hai cái giai đoạn chính thôi, tức là sau khi ăn và lúc nhịn đói, tức là khoảng độ 4-5 giờ sau khi ăn và ban đêm á, là thời gian chúng ta nhịn đói lâu nhất. Thì sau khi chúng ta ăn vào đó, carbohydrate sẽ được chuyển thành glucose huyết và tăng lên ở trong máu. Thì chỉ 1-2 phút sau đó là insulin sẽ được tiết ra. Và insulin sẽ có cái nhiệm vụ gì? Thứ nhất đó, là nó đưa đường vào bên trong hai cái cơ quan đích chính là mô cơ và mô mỡ. Và cái thứ hai là vì có đường từ thức ăn rồi cho nên nó ngăn cái sự tân sinh đường từ gan và cái sự thủy phân glycogen thành glucose ở gan, nó không cho phóng thích thêm glucose vào máu. Vì vậy cho nên sau khi ăn đường huyết tăng lên một thời gian thôi, vào khoảng độ dưới 60 phút và sau đó nó sẽ trở lại bình thường và nó không bao giờ nó vượt quá cái ngưỡng sinh lý hết. Còn cái thời gian mà chúng ta nhịn đói lâu nhất á, là ban đêm, thì thường thường là chúng ta nhịn đói khoảng 7-8 tiếng trong lúc ngủ. Thì lúc đó các cái tế bào vẫn cần phải làm việc, tim vẫn phải đập, vân vân. Thế vì vậy cho nên là gan nó sẽ, mà lúc đó không có đường từ thức ăn nữa, cho nên gan nó sẽ phóng thích glucose. Và chúng ta nhịn đói càng lâu thì cái chức năng của gan càng quan trọng. Nó thủy phân glycogen dự trữ thành glucose để đưa vào máu và nó tân sinh đường, tức là nó tổng hợp đường mới từ những cái chất mà không có gốc carbohydrate, tức là từ axit amin, từ axit béo và glycerol. Thì cái nhiệm vụ của gan như vậy đó là nó duy trì thăng bằng glucose huyết trong lúc đói. Vì vậy đến lúc chúng ta ăn thì có insulin, và lúc chúng ta nhịn đói thì có những cái cơ quan để nó duy trì cái mức ổn định đường huyết, đó là một người bình thường.
Tuy nhiên cái người mà bị đái tháo đường thì nó có bất thường trong cái sự gọi là giữ thăng bằng đường huyết. Vậy thì tác dụng chính của insulin là cái gì? Thứ nhất dĩ nhiên là đưa đường vào tế bào cơ và tế bào mỡ là chính. Thứ hai là ức chế sự sản xuất glucose từ gan trong cái trường hợp mà chúng ta ăn và đường huyết cũng đã tăng cao trong máu. Vậy thì thiếu insulin là gì? Sẽ tất cả cái tác dụng này sẽ ngược lại. Đường không vào được tế bào và mặc dù là đường tăng cao nhưng mà gan vẫn tiếp tục tân sinh đường và thủy phân glycogen thành glucose được đưa vào máu. Cái đó chúng ta gọi là có một tình trạng đề kháng với tác dụng của insulin tại gan. Hậu quả là gì? Là sẽ tăng glucose huyết. Và chúng ta biết là khi glucose huyết tăng trên một cái ngưỡng nào đó, nó sẽ xuất hiện ở trong nước tiểu và kéo theo nước gây ra tiểu nhiều. Và tiểu nhiều thì dĩ nhiên mất các chất điện giải, người ta gọi là tiểu nhiều thẩm thấu, bệnh nhân sẽ mất đường và mất natri kali. Như vậy đối với mô mỡ, tác dụng của insulin là gì? Là giúp cho cái sự thu nhập của glucose vào bên trong mô mỡ. Và từ cái glucose đó sau khi được một phần để dùng chuyển hóa, một phần còn lại sẽ được dự trữ dưới cái dạng triglyceride đó. Và cái insulin nó sẽ ức chế cái sự ly giải của mô mỡ này. Còn khi có đề kháng insulin hoặc là thiếu insulin thì triglyceride ở trong này sẽ thủy phân thành ra glycerol và axit béo đi vào trong dòng máu. Đây cũng là một cái dạng năng lượng hỗ trợ đó. Thì tác dụng của insulin là gì nữa? Nó ức chế cái sự sinh ceton từ gan. Tại vì khi mà cái axit béo quá nhiều đi qua tĩnh mạch cửa, nó đi vào trong máu đó, thì như vậy nó sẽ có một cái quá trình nó chuyển cái axit béo ra thành một dạng năng lượng khác là ceton. Thì thường thường thì cái đó bị ức chế bởi insulin. Thì khi mà không còn insulin nữa đó, thì ceton sẽ được sản xuất nhiều. Và bản chất ceton là cái gốc axit, cho nên khi nó xuất hiện nhiều trong máu sẽ gây ra một tình trạng gọi là toan máu, và cái đó người ta gọi là nhiễm toan ceton. Tiếp theo nữa đó là đối với mô cơ, thì khi có insulin đường sẽ vào bên trong tế bào dùng làm năng lượng. Là năng lượng đó nó dùng để làm cái gì? Là nó tổng hợp các cái chất đạm ở trong mô cơ, và cái năng lượng dự trữ ở trong cái mô cơ cũng dưới dạng glycogen. Nhưng mà cái glycogen dự trữ ở trong cơ này đó, nó không được thủy phân thành ra cái glucose như là cái glycogen ở gan, nó khác một chút. Và khi thiếu insulin thì sẽ không còn sự tổng hợp chất đạm, không những thế chất đạm lại còn bị ly giải, cho nên chúng ta sẽ có cái tình trạng người ta gọi là ly giải chất đạm ở trong cơ và gây ra hao mòn hệ cơ. Cho nên chúng ta thấy những cái người đái tháo đường type 1 mà thiếu insulin thì thường thường người ta rất là gầy là như vậy. Thành ra về thuật ngữ đó thì nhạy cảm với insulin là gì? Insulin sensitive, tức là insulin có thể phát huy tất cả các cái tác dụng đó để ổn định glucose huyết và cái tác dụng chuyển hóa như tôi vừa mới trình bày. Còn đề kháng insulin là gì? Hiểu một cách nôm na là giảm hoạt tính của insulin ở các mô đích. Thành ra nó không ngăn được cái sự sản xuất glucose từ gan, không đưa được glucose vào mô cơ và mô mỡ, không ức chế được sự ly giải mô mỡ, sự sinh ceton, và không ức chế được sự ly giải chất đạm. Tức là nói tóm lại là tác dụng của insulin như thế nào thì đề kháng insulin là tất cả tác dụng đó ngược lại. Thế thì đái tháo đường á, có cái đặc điểm chính là tăng đường huyết trong máu. Thì thường thường chúng ta sẽ phân biệt hai loại là đái tháo đường type 1 và type 2. Và đái tháo đường type 1 thì cái danh từ cũ người ta gọi là đái tháo đường phụ thuộc insulin, bởi vì những người này không còn insulin ở trong máu, thiếu insulin tuyệt đối. Và thiếu insulin tuyệt đối đó thì có thể là do cái cơ chế người ta gọi là cơ chế tự miễn, tức là vì một lý do gì đó đó, cơ thể nó tạo kháng thể chống lại với chính cái tế bào beta của cơ thể và nó từ từ nó phá hủy hết tế bào beta đi. Tuy nhiên cũng có khi là người ta không tìm được cái kháng thể gì hết nhưng mà tế bào beta vẫn bị hủy. Cái đó gọi là đái tháo đường type 1 vô căn, nhưng mà may là nó chỉ chiếm rất ít, vào khoảng 5% các trường hợp đái tháo đường type 1. Lý do gì mà cơ thể tạo kháng thể chống lại với tế bào beta của chính mình? Thì thường thường á, là do một cái sự lệch lạc trong cái trình diện kháng nguyên. Thí dụ như chúng ta có một cái con virus đó, nó thâm nhập vào cơ thể và nó có một số những cái epitope của cái kháng nguyên nó giống giống với tế bào beta.
Thành ra khi mà nó trình diện kháng nguyên với cơ thể đó, cơ thể lầm tưởng là tế bào beta cũng là một cái vật mà cần phải chống lại. Tuy nhiên đó, cái chuyện này đó thì hoặc là cái kháng nguyên của tế bào beta đã bị biến đổi vì một lý do nào đó. Tuy nhiên cái chuyện này thì thường thường nó chỉ xảy ra khi có một cái yếu tố môi trường nó tác động vào. Và yếu tố môi trường thì rất là đa dạng. Vì đây là một bệnh tự miễn, có cái cơ chế là tạo kháng thể chống lại với những thành phần của tế bào beta. Cho nên người ta đo được những cái kháng thể ở trong máu của bệnh nhân. Và trong đa số trường hợp á, thì cái kháng thể đó là nhắm vào cái acid glutamic decarboxylase nằm trong tế bào beta tụy. Và đôi khi có những kháng thể chống lại insulin, vân vân. Có một số những kháng thể, nhưng mà đây là kháng thể chính và người ta gọi tắt là anti-GAD nếu các anh chị muốn đo ở trong máu và chúng ta đo được. Thì đây là tóm tắt cái quá trình là diễn tiến gây ra cái đái tháo đường type 1. Thì cái màu xanh này là những tế bào beta tụy gọi là bình yên, không có bệnh tật gì hết. Ở một cái cơ địa di truyền nhạy cảm, thí dụ như người ta có một hệ thống gọi là trình diện kháng nguyên bị lệch lạc do di truyền, thay đổi cái hệ thống HLA vân vân. Rồi cộng thêm đó, đó thì có những cái sự xâm nhập của vi trùng, virus, thí dụ như người ta thấy là đái tháo đường type 1 nó hay xảy ra sau một cái dịch cúm nặng vân vân, hoặc là do cái sự thay đổi về cái cách ăn uống hoặc là những hóa chất. Như bây giờ người ta nói là rất nhiều những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó, nó rất nhiều hóa chất, cộng với một cái sự nhạy cảm về di truyền như vậy đó, thì nó sẽ đưa đến tình trình diện những kháng nguyên với những cái tế bào miễn dịch của cơ thể. Và cái tế bào ấy, nó nhầm lẫn, nó nhìn những cái kháng nguyên mà ở bên ngoài như vậy đó, có một cái phần nào đó nó giống với tế bào beta tụy, và nó bắt đầu nó tạo kháng thể chống lại. Kháng thể đó có thể là kháng thể dịch thể và cũng có thể là cái miễn dịch tế bào, nó phá hủy tế bào beta. Tuy nhiên chúng ta cũng biết cái quá trình phá hủy tế bào beta này đó, thì nó cũng có cái quá trình là tế bào beta có thể hồi phục được. Thế vì vậy cho nên là khi mà cái tình trạng gọi là tự miễn nó xảy ra đó, thì người ta có thể đo được những cái kháng thể chống lại tế bào beta trong máu bệnh nhân, mà một trong những thí dụ là vừa nói là cái kháng thể anti-GAD đó. Thế nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đó, đó thì có thể là một phần cái tế bào beta nó hồi phục. Vì vậy cho nên cái diễn tiến là từ cái lúc tế bào beta còn lành, bệnh nhân không có bệnh gì hết, bắt đầu tế bào beta bị hủy nhiều thì đường tăng lên ở trong máu. Đường tăng lên trong máu, nhưng mà có một cái giai đoạn mà cái quá trình miễn dịch nó tạm thời nó ổn định, tế bào beta hồi phục một phần nào, bệnh nhân lại có thể trở lại đường huyết bình thường. Nhưng mà nếu mà cái tình trạng miễn dịch đó nó tiếp tục nó diễn tiến thì tế bào beta dần dần sẽ bị phá hủy hết, và bệnh nhân sẽ có một tình trạng gọi là bệnh đái tháo đường type 1 toàn phát và không hồi phục. Vì vậy cho nên cái diễn tiến là đi từ cái lúc bình thường cho tới đường huyết tăng cao, có một giai đoạn tương đối ổn định người ta gọi là giai đoạn tuần trăng mật, và sau cùng là đến giai đoạn tế bào beta bị phá hủy hoàn toàn. Thì giai đoạn tuần trăng mật này kéo dài bao lâu? Thường thường là khoảng 2 năm là tối đa. Và cái giai đoạn này nó có thể ngắn hơn nếu mà người bệnh nhân ăn uống không điều độ, không vận động gì đó vân vân, tức là có thêm cái yếu tố môi trường tác động. Đấy là diễn tiến tự nhiên của cái đái tháo đường type 1. Còn đái tháo đường type 2 thì sao? Chúng ta biết là người đái tháo đường type 2 đặc biệt là vẫn còn cái khả năng tiết insulin ở tế bào beta, nhiều hay ít nhưng mà vẫn còn cái khả năng. Thế thì cái cơ chế bệnh sinh chính tiềm ẩn đó, ở trong cái đái tháo đường type 2 á, là tình trạng đề kháng insulin. Tức là như tôi đã trình bày lúc đầu là insulin hoạt động không hiệu quả. Thế thì tình trạng đề kháng insulin này có thể gây ra bởi những cái gì? Thường thường là do tình trạng béo phì, ít vận động hoặc là tuổi già. Tức là khi già rồi đó thì cái gọi là cái chuyển hóa của mình nó thay đổi, cho nên là cái insulin nó hoạt động không hiệu quả nữa. Thì ở giai đoạn đầu như vậy đó thì tế bào beta nó cố gắng, nó gọi là thích ứng lại với cái tình trạng đề kháng insulin này, cho nên không có chuyện gì xảy ra. Đề kháng thật nhưng mà nồng độ nó tăng lên, cho nên đường huyết bệnh nhân chưa tăng. Đến mà giai đoạn nào đó thì tế bào beta nó giảm hoạt động, người ta gọi là tế bào beta bị kiệt quệ. Thường thường là nếu mà có đề kháng insulin thì cứ mỗi một năm là
cái chức năng của tế bào beta nó giảm dần. Và khi mà nó giảm để không bù trừ được cái tình trạng đề kháng insulin này nữa đó, thì có bệnh đái tháo đường type 2 lâm sàng xuất hiện. Và ở cái giai đoạn mà trước khi cái bệnh lâm sàng xuất hiện như vậy đó, cái insulin còn bù trừ được. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn uống quá nhiều hoặc là uống một cái tải đường, thí dụ làm liệu pháp dung nạp glucose rồi đó, thì khi đấy đường có thể tăng lên. Cho nên ở giai đoạn này đường đói còn bình thường, nhưng mà đường sau ăn sẽ tăng nếu chúng ta ăn quá nhiều carbohydrate ở trong bữa ăn. Còn khi mà đến cái giai đoạn tàn phát đó, thì cả đường huyết đói và đường huyết sau ăn đều tăng. Cái tiếp theo nữa đó là cái ở cái giai đoạn đề kháng insulin này này, nó thường là có cái tình trạng tăng insulin trong máu và có những yếu tố khác của đề kháng insulin đi cùng. Thí dụ như rối loạn chuyển hóa lipid, tăng huyết áp. Cho nên ở cái giai đoạn này có thể những biến chứng mạch máu lớn đã tiềm ẩn xuất hiện rồi. Và đến khi mà bệnh đái tháo đường toàn phát lâm sàng xuất hiện thì đường càng tăng, biến chứng mạch máu nhỏ càng nhiều. Thì đề kháng insulin là ở đâu? Ở mô cơ và mô mỡ là chính. Nhưng bây giờ người ta thấy là cái đề kháng insulin ở gan nó rất là quan trọng. Và hình như nó còn xuất hiện trước cái, hoặc là cùng một lúc với cái mô cơ và mô mỡ. Và các anh chị thấy là vì vậy ở bây giờ trong đái tháo đường type 2 á, người ta hay nói đến cái gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái gan nhiễm mỡ không do rượu đó nó là một biểu hiện của tình trạng đề kháng insulin ở cái mô gan. Thế thì như vậy đề kháng insulin và giảm chức năng tế bào beta. Vì sao giảm chức năng tế bào beta? Thì người ta thấy đó là ở cái người đái tháo đường type 2 á, nó có một cái tình trạng liên quan đến một cái chất, mà cái chất đó nó có tác dụng ổn định glucose huyết khi mà chúng ta ăn carbohydrate. Và cái hiệu ứng đó người ta gọi là cái hiệu ứng incretin, tức là khi mà chúng ta ăn đường vào thì nó sẽ carbohydrate sẽ được hấp thu và những tế bào ở ruột đó, nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là chất incretin. Cái chất này nó có tác dụng gì? Thứ nhất là nó tăng tiết insulin bởi tế bào beta và nó ức chế cái sự tiết glucagon ở tế bào alpha. Thì ở cái người đái tháo đường type 2 đó, nó có cái sự giảm cái tác dụng của incretin. Thành ra khi mà đường tăng lên trong máu đó, thì insulin không được tiết ra đủ mà glucagon lại không bị ức chế. Vì vậy cho nên cái khuynh hướng là đường không vào được các tế bào và đồng thời nó glucagon tiết ra thì nó sẽ kích hoạt gan thủy phân glycogen thành gluco để đưa vào máu. Như vậy là cái cơ chế đề kháng insulin do tích tụ của mô mỡ nhiều, do tuổi già, do ít vận động, cộng thêm với sự giảm chức năng tế bào beta, trong đó cái giảm hoạt tính của incretin là chính. Nó là hai cái cơ chế quan trọng ở trong cái đái tháo đường type 2. Ngoài ra đó, nó còn có cái cơ chế khác nữa là như chúng ta vẫn thường học đó, là khi mà đường tăng lên trong máu thì nó sẽ thải qua thận. Nếu đường lớn hơn 180mg trên decilit. Vì vậy cho nên là chúng ta thường nghĩ rằng nếu mà đường tăng mà người đó không có bệnh gì hết thì đường thoát ra ngoài nước tiểu, nhưng vấn đề không phải là như vậy. Đối với người đã theo đường type 2 á, thì khi đường tăng lên trong máu đó, thì rõ ràng là có đường xuất hiện trong nước tiểu thật, nhưng nó lại có một cái tình trạng tăng tái hấp thu của glucose ở ống thận qua một cái kênh ở đó là kênh đồng vận chuyển sodium và glucose. Và nếu mà chúng ta ức chế được cái kênh này thì sẽ bớt được cái sự tái hấp thu glucose ở ống thận. Cái này nó sẽ đi vào một cái cơ chế của một loại thuốc mới mà tới cuối tháng đó thì chúng ta sẽ, cuối tháng sau chúng ta sẽ học về cái vấn đề đó. Như vậy thì nó có rất nhiều những cái tác động khác nhau liên quan đến cái tình trạng tăng đường huyết của đái tháo đường type 2. Ngoài ra đó thì ở hệ thần kinh đó, người ta nhận thấy là cái insulin nó có một cái tác dụng là nó làm cho người ta không có bớt thèm ăn. Đó, nghiên cứu ở trên thú vật thì như vậy. Thì nếu mà có tình trạng đề kháng insulin ở não đó, thì thường thường là người ta ăn uống không có biết mệt, tức là người ta tiếp tục ăn uống và luôn luôn là có cảm giác thèm ăn. Vì vậy cho nên những loại thuốc mới phát triển đó, thì nó làm sao nó ngăn được cái tình trạng đề kháng insulin ở não. Và đó là những cái cơ chế chính gây ra tăng đường huyết ở đái tháo đường type 2.
Về chẩn đoán thì chúng ta cũng biết, ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung quản lý đái tháo đường type 2 là chính. Thì về chẩn đoán chúng ta cũng biết là như trong cái sơ đồ tôi trình bày hồi nãy, trước khi đến bệnh đái tháo đường lâm sàng, nó có cái tình trạng tiền đái tháo đường. Cho nên là chúng ta sẽ chẩn đoán đái tháo đường dựa trên cái gì? Hoặc là HbA1c đo bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu áp cao, nồng độ lớn hơn hay bằng 6,5%, hoặc là đường huyết đói lớn hơn hay bằng 126mg/dL, hoặc là sau khi cho bệnh nhân uống 75g glucose, 2 giờ sau chúng ta đo lại thì đường huyết lớn hơn hay bằng 200mg. Đó là cái tiêu chí để chẩn đoán đái tháo đường. Nhưng mà đó, khi mà bệnh nhân có những cái chỉ số này ở trên cái mức đó, thì trừ khi mà đường cao lắm thì bệnh nhân sẽ có mệt mỏi, sụt cân, uống nhiều tiểu nhiều. Nhưng nếu nó chỉ hơi cao thì thí dụ như đường huyết đói khoảng 140, bệnh nhân sẽ không cảm thấy gì hết. Cho nên nếu không có triệu chứng, tránh cái xét nghiệm có thể có cái độ dao động cho cái kết quả xét nghiệm, thì thường thường người ta khuyên là nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng gì của tăng đường huyết và đường huyết tăng gấp hơn cái mức độ mà để chẩn đoán này, chúng ta cần làm lại một lần thứ hai. Và khi làm lại một lần thứ hai đó, thì thường thường là đường huyết đói chúng ta làm trong vòng từ 3 cho tới 7 ngày. Và HbA1c thì chúng ta cũng làm trong cái khoảng thời gian đó. Và chúng ta bắt đầu cái gì thì chúng ta lập lại cái xét nghiệm đó. Thí dụ như chúng ta làm đường huyết đói, chúng ta làm lại đường huyết đói. Chúng ta dùng cái HbA1c thì chúng ta làm lại lần thứ hai HbA1c. Nếu nó trên cái mức này 2 lần thì chẩn đoán chắc chắn là đái tháo đường. Còn tại sao người ta không có khuyến cáo là lập lại cái xét nghiệm dung nạp glucose 2 lần? Bởi vì cái tính lập lại của cái xét nghiệm này rất là kém. 25% nó không lập lại cái kết quả, mặc dù là bệnh nhân cũng không thay đổi gì hết. Tức là cái tính lập lại của xét nghiệm nó kém. Vì vậy ít khi người ta khuyên là chúng ta làm lại nghiệm pháp dung nạp glucose 2 lần. Còn nếu mà một mẫu bất huyết tương bất kỳ, nhất là bệnh nhân lại có cái triệu chứng uống nhiều tiểu nhiều, mệt mỏi, sụt cân mà lớn hơn 2 bằng 200mg/dL, thì nếu các bạn thấy là không có vấn đề gì đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, có thể là hôm sau chúng ta làm lại một mẫu đường huyết đói. Còn nếu mà không thì có thể là cho bệnh nhân nhập viện để làm lại một lần nữa và theo dõi bệnh nhân cho chắc ăn. Như tôi đã trình bày là trước khi đến cái giai đoạn chẩn đoán, có một cái giai đoạn mà đề kháng insulin và có một sự bù trừ nào đó của tế bào beta. Thế vì vậy cho nên bệnh nhân đái tháo đường type 2 nó có một tình trạng người ta gọi là tiền đái tháo đường. Tiền đái tháo đường ngày nay người ta cho là quan trọng, bởi vì nó liên quan rất là mật thiết với những cái yếu tố nguy cơ về tim mạch. Thí dụ như là rối loạn chuyển hóa mỡ, tăng huyết áp, vân vân. Thế vì vậy cho nên đây là những cái tiêu chí chẩn đoán tiền đái tháo đường. HbA1c từ 5,7 đến 6,4, đường huyết đói từ 100 tới 125mg/dL. Và nếu chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp glucose thì 2 giờ sau là đường từ 140 tới 199mg/dL. Tại sao cái chẩn đoán chúng ta cần phải cẩn thận như vậy? Bởi vì đây là một bệnh rất là quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ các cơ quan của bệnh nhân và chúng ta phải chăm sóc suốt đời, dù là không dùng thuốc. Dù là đường đạt mục đích ổn định rồi, chúng ta vẫn phải chăm sóc bệnh nhân. Thế vì vậy cho nên chúng ta gán cái bệnh này cho bệnh nhân là chúng ta phải chẩn đoán rất là cẩn thận. Và vì đó, cái tiền đái tháo đường nó cũng đã có vấn đề, và đa số trường hợp đái tháo đường là không có triệu chứng type 2, đa số là không có triệu chứng. Mà nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta điều trị tốt, ngăn chặn được biến chứng và giảm được cái gánh nặng điều trị, cho nên nó sẽ có một cái gọi là một cái hành động mà chúng ta cần phải làm, đó là tầm soát đái tháo đường và tầm soát tiền đái tháo đường ở những người không có triệu chứng. Và đây là những cái tiêu chí để tầm soát, tức là những cái người này dễ bị đái tháo đường trong tương lai. Cho nên dù không triệu chứng chúng ta cũng nên tầm soát tức là tiểu đường. Đó thì những người thừa cân đó, đối với lại Mỹ đó là BMI trên 25kg/m², hoặc là trên 23kg/m² ở người Mỹ gốc Á, và có thêm các yếu tố nguy cơ hay sau đây. Càng nhiều thì cái tầm soát phải càng gọi là thường xuyên hơn, ít vận động, có người thân cận kề bị đái tháo đường, tức là cha mẹ, anh chị em ruột,
thuộc sắc tộc có nguy cơ cao như là Mỹ gốc Phi, Mỹ bản địa, gốc Tây Ban Nha, gốc Á và chân đảo Thái Bình Dương. Phụ nữ đã sinh con lớn hơn 4,5 kg hoặc là đã bị đái tháo đường trong lúc có thai. Những người có tăng huyết áp lớn hơn hay bằng 140/90 hoặc là đang uống thuốc hạ áp. Những người có cái bộ mỡ gây sơ vữa, thí dụ như triglycerid lớn hơn 250 mg/dL và HDL nhỏ hơn 35. Những phụ nữ bị buồng trứng đa nang hoặc là HbA1c ở cái mức rối loạn đường huyết đói, đã có rối loạn dung nạp glucose, rối loạn đường huyết đói và có cái tình trạng mà chúng ta khám chúng ta thấy có liên hệ tới đề kháng insulin, thí dụ như bệnh gai đen, béo phì, nhất là béo phì vùng bụng, và những người đã có tiền sử bệnh tim mạch, thí dụ như là đã bị nhồi máu cơ tim, thì systematic là chúng ta phải thử đường. Thì đấy là Mỹ. Đối với Việt Nam thì cũng tương tự như vậy. Chỉ có một cái đó là, thứ nhất là người trưởng thành mà có BMI lớn hơn hay bằng 23 và có thêm hơn một trong các yếu tố nguy cơ sau đây. Thì đối với Việt Nam thì phụ nữ đẻ con hơn 4kg là coi như là con to rồi đó. Và vòng eo thì nhỏ lại, và chúng ta dùng vòng eo nữa là 90cm hay bằng 90cm ở nam và 8 lớn hơn hay bằng 80cm ở nữ. Còn những cái khác thì cũng tương tự như vậy. Và đây đó là một cái dấu hiệu rất là quan trọng khi khám trên lâm sàng, các anh chị tìm nhất ở trên người béo phì, đó là cái triệu chứng gai đen. Đây là cái gáy của bệnh nhân. Thường thường chúng ta thấy ở những cái vùng nếp gấp như là gáy, hoặc là ở nách, ở háng của bệnh nhân, hoặc là ở cái vùng bụng mà nó có tiếp xúc với cái đai quần đó, thì chúng ta thấy là cái da của nó bị dày lên. Chúng ta sờ nó rất là mịn nhưng mà nó có cái màu đen. Cái đó gọi là triệu chứng gai đen. Và nếu mà có cái đó thì chúng ta biết là có đề kháng insulin. Và đây là một cái dấu hiệu rất là trung thành. Ngày nay đó thì chúng ta biết là đái tháo đường type 2 nó gặp nhiều ở cả trẻ em, nhất là trẻ em đó có cha mẹ bị đái tháo đường và béo phì. Chúng ta đã có những trường hợp đái tháo đường type 2 vào khoảng 12 tuổi. Thế vì vậy cho nên người ta cũng có khuyến cáo là tầm soát đái tháo đường type 2 và tiền đái tháo đường ở trẻ em dưới 18 tuổi, nhất là ở bên Mỹ. Đã có những trường hợp đái tháo đường type 2 ở người da đỏ Pima 4 hoặc là 5 tuổi. Và ở Việt Nam trong tương lai chúng ta cũng thấy như vậy. Tôi đã gặp những em bé ở đồng bằng sông Cửu Long, con một, nhà rất là giàu, mới có 13 tuổi mà nặng 120kg. Và chúng ta biết rồi, đồ ăn ở đồng bằng sông Cửu Long thì rất là ngon. Con đứa con, bố mẹ thương cho ăn rất là nhiều. Đó, cho nên nó không thể nào nó gầy đi được nữa. Và nó có dấu gai đen, có đủ thứ và có cả cái tiền đái tháo đường. Nhưng mà cái trẻ con ấy, thì chúng ta hơi khác một chút, là tại vì trẻ con nó lớn, nó tăng trưởng khác nhau. Thế vì vậy cho nên đó, là cái cân nặng ấy, và cái chiều cao của nó chúng ta phải tính theo bách phân vị. Và nếu mà nó trên cái con trị số 85 của cái bách phân vị đó thì chúng ta bắt đầu, chúng ta coi như là có nguy cơ đó, tính cả từ cân nặng so với chiều cao. Và với có thêm hai trong số những yếu tố nguy cơ sau đây thì chúng ta phải tầm soát. Và tầm soát khi nào? Tức là sau 10 tuổi hoặc là sớm hơn nếu đã có dấu hiệu dậy thì. Và bao lâu? Nếu mà nó bình thường thì mỗi 3 năm một lần. Thế còn người lớn thì chúng ta tầm soát bao nhiêu lâu một lần? Một năm một lần. Nhưng mà càng nhiều yếu tố nguy cơ thì cái tần suất tầm soát càng gần hơn. Thí dụ như là người ta có 2-3 yếu tố nguy cơ, vừa mẹ bị đái tháo đường, vừa bị đái tháo đường thai kỳ, vừa rối loạn chuyển hóa mỡ, có thể 6 tháng chúng ta phải thử lại đường. Và các bạn sẽ thấy là những cái khuyến cáo này nó rất là thực tế. Sau khi mà chúng ta đã chẩn đoán được bệnh đái tháo đường theo đúng tiêu chí rồi á, thì chúng ta sẽ quản lý bệnh nhân như thế nào? Trước tiên á, là chúng ta phải khám toàn diện. Ngày nay thì chúng ta thường nói đó là bệnh chúng ta quá tải ở trong bệnh viện. Nhưng mà nếu các anh chị không phải khám một lần trong một lúc á, thì một cái cách là có thể là chúng ta huấn luyện những cái gì mà điều dưỡng có thể xem được thì người ta giúp mình. Thứ hai là chúng ta nhớ đến cái chuyện này và mỗi lần tái khám chúng ta hỏi lại thêm một chút. Thế nhưng tôi thấy thà là chúng ta mất thời gian lúc đầu, sau đó mọi chuyện của chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Tại sao chúng ta phải khám toàn diện? Bởi vì đa số biến chứng của đái tháo đường giai đoạn đầu không có triệu chứng gì hết.
Cho nên chúng ta phải tìm nó mới ra. Rồi chúng ta phải đánh giá để sao chúng ta phải có một cái mức nền để đánh giá trước khi điều trị và sau khi chúng ta điều trị đó, đó thì những cái yếu tố nguy cơ nó thay đổi như thế nào. Còn nếu bệnh nhân đã có yếu tố nguy cơ rồi á, thì với điều trị cái diễn tiến nó sẽ ra sao. Rồi khi chúng ta biết tất cả mọi chuyện của bệnh nhân từ tiền sử cho tới gia đình cho tới cái đặc điểm của bệnh nhân, chúng ta mới lên kế hoạch điều trị thích hợp được. Và từ cái nền tảng đó chúng ta tiếp tục theo dõi. Và sau khi dùng lâm sàng thì dĩ nhiên là chúng ta phải dùng cận lâm sàng. Bởi vì là thí dụ như bây giờ tôi lấy thí dụ, một người có rối loạn chuyển hóa mỡ tăng triglycerid làm gì có triệu chứng, trừ khi cái triglycerid rất cao để đến mức viêm tụy cấp, mà ai mà để tới mức viêm tụy cấp mới tầm soát. Thế vì vậy tầm soát là tầm soát khi chưa có triệu chứng để chúng ta phòng ngừa chuyện tương lai. Chúng ta sẽ hỏi coi lại tuổi và đặc điểm khởi bệnh. Bệnh nhân âm ỉ không có triệu chứng gì hết, hoặc là khởi phát qua một cái nhiễm toan ceton, thì hoặc là đa số trường hợp tiếp 2 là tình cờ đó, rồi tôi đi làm sức khỏe tổng quát tôi thấy đường tăng, cái đó chúng ta rất hay gặp. Và để cho tốt á, là chúng ta phải hỏi cái gì, cái kiểu ăn uống của bệnh nhân, ăn đủ 3 bữa một ngày không, làm ca hay là làm bình thường, công chức bình thường, thói quen vận động có luyện tập gì không, tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân hay ăn uống cái kiểu gì, nếu hỏi được rất là tốt. Gần đây có thay đổi cân nặng hay không, và đối với trẻ em thì mức tăng trưởng, tức là cân nặng nó tăng lên rất nhiều hoặc là ngược lại nó suy dinh dưỡng không tăng cân nặng, cái đó chúng ta cũng phải hỏi luôn. Rồi đối với người nhất là người già phải hỏi các bệnh đồng mắc, thí dụ như những bệnh khớp, rồi những cái bệnh về đường tiêu hóa vân vân, ở nước ngoài và ở nước mình cũng rất là quan trọng, là tình trạng tâm lý của bệnh nhân. Và cái này là một cái cực kỳ quan trọng mà chúng ta hay quên, đó là sức khỏe răng miệng. Bởi vì chúng ta biết miệng của mình nó là một cái ổ vi trùng, và nếu mà cái ổ vi trùng đó đó nó gây ra bệnh thì chúng ta biết là cái nguy cơ về tim mạch tăng rất là cao. Vì vậy cho nên nếu mà có thể được thì chúng ta cũng nên cho bệnh nhân đi khám nha sĩ, có dâu sâu răng hay gì thì xử lý. Rồi cũng hỏi bệnh nhân là đã bao giờ đi dự những cái câu lạc bộ bệnh nhân, hoặc là đã từng bao giờ có giáo dục sức khỏe về đái tháo đường không, đối với những người mà đã biết bệnh trước khi đến với mình. Và dĩ nhiên chúng ta phải hỏi cái tình trạng kiểm soát đường huyết của bệnh nhân trên sổ, hoặc là những cái xét nghiệm về HbA1c. Rồi chương trình điều trị bao gồm cái gì, thuốc sử dụng, tính tuần trị, và thuốc bệnh nhân có được sử dụng theo đúng cái bệnh hay không. Tại vì nếu bệnh nhân dùng ở bảo hiểm y tế chẳng hạn thì có một số thuốc là bảo hiểm không trả. Thì có một số thuốc mà chúng ta biết là khi dùng chắc chắn là sẽ tốt cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân không có tiền mua. Đó là những cái rào cản chúng ta phải hỏi. Kiểu ăn uống, thói quen vận động và luyện tập chắc chắn phải hỏi. Và bệnh nhân có sẵn sàng thay đổi hành vi hay không. Cái này cái ảnh hưởng tâm lý cực kỳ quan trọng. Tại vì đó những cái người người ta trầm cảm đó, người ta không muốn thay đổi gì hết. Người ta chán, người ta nghĩ là cái bệnh này là bệnh phải theo dõi đến suốt đời rồi. Đó, thành thử ra người ta buông luôn, người ta không có điều trị. Đó là một kiểu tâm lý mà chúng ta cũng cần nên nói với bệnh nhân. Là bệnh đái tháo đường type 2 là một cái bệnh tuy không chữa khỏi nhưng mà có thể ổn định được. Và khi ổn định rồi, ấy, cái chức năng của tụy nó hồi phục ấy, thì khi đấy chúng ta có thể dùng rất ít thuốc, hoặc thậm chí chỉ ăn uống và luyện tập mà đường huyết vẫn ổn định. Thì cái điều đó là cái điều mà bệnh nhân nên biết để có một cái hành vi tích cực hơn khi chúng ta điều trị. Rồi chúng ta cũng xem xóa cái kết quả cái glucose huyết, và bệnh nhân có biết sử dụng cái kết quả đó ra sao. Tức là khi đường như vậy thì bệnh nhân có thay đổi không, đường cao như vậy có bớt ăn ngọt vân vân. Thì cái này cũng quan trọng lắm, chúng ta phải hỏi như thế nào. Và thường thường đa số bệnh nhân tôi thấy là ta không hiểu HbA1c là cái gì, cho nên chúng ta phải giải thích cho họ là cái xét nghiệm này là nó tìm cái gì, hay là nó muốn xem cái gì trong cái thăng bằng đường huyết của bệnh nhân. Rồi đánh giá là cái gì nữa, đối với những cái người mà đường huyết rất là cao đó, thí dụ mới đến với các anh chị mặc dù là có thể là 70-80 tuổi nhưng mà có những người đó là đường huyết tới 5-6 gram, HbA1c đến 13-14%, và bệnh nhân gầy đi rất là nhiều. Thì trong trường hợp này đường cao như vậy đó, đó thì chắc chắn là insulin hoạt động không hiệu quả rồi. Và insulin hoạt động không hiệu quả thì có thể là nhiễm toan.
Thế vì vậy cho nên khi đường rất cao, hơn 200-300mg trên decilit, chúng ta nên cho thử cái cetone để xem cái tình trạng thiếu insulin nó trầm trọng tới mức nào, dù đấy là đái tháo đường type 2. Rồi khi mà chúng ta điều trị thì dĩ nhiên là chúng ta mong muốn đưa đường đến bình thường. Và qua các nghiên cứu thì các anh chị thấy là đường càng gần bình thường thì nguy cơ hạ đường huyết càng cao. Bệnh nhân chỉ cần bỏ một bữa ăn, bệnh nhân chỉ cần luyện tập nhiều hơn một chút là có thể là bị hạ đường huyết. Vì vậy bệnh nhân phải biết những cái cơn hạ đường huyết đó là có những cái triệu chứng gì đó, và nếu bệnh nhân biết được cái đó thì chúng ta hỏi là tần suất và tìm hiểu nguyên nhân. Thế thì cái hạ đường huyết nó giống như một con dao hai lưỡi. Chúng ta dạy cho bệnh nhân rất là kỹ là khi nào mà thấy mệt, thấy đổ mồ hôi, thấy đói thì ăn một mấy miếng đường gì đó. Và nếu mà có máy thử đường thì lúc đó chúng ta bấm, rồi sau đó ăn xong vào khoảng nửa tiếng, một tiếng sau chúng ta bấm lại. Nhưng mà đa số bệnh nhân Việt Nam không có máy thử đường huyết, cho nên thuần túy dựa vào triệu chứng thôi. Nhưng mà nó có hai cái nghịch lý. Một là những cái người bị đái tháo đường lâu ngày và có biến chứng thần kinh tự chủ đó, người ta mất cái cảm nhận về cái hạ đường huyết, cho nên nhiều khi hạ đường huyết rất nặng, đi vào hôn mê luôn, không có cái triệu chứng báo trước. Cái thứ hai là cái triệu chứng báo trước của hạ đường huyết như là đói, mệt, đổ mồ hôi, nó là một triệu chứng không đặc hiệu. Đó, thành thử ra đó, nhiều khi bệnh nhân đổ mồ hôi tại trời nóng thì cũng nghĩ là mình bị hạ đường huyết, ăn đường vào và rốt cuộc là chúng ta thấy đường tăng cao tới cái mức mà không thể nào tưởng tượng nổi. Thế vì vậy cho nên là chúng ta chỉ dẫn cho bệnh nhân bị bắt buộc phải chỉ dẫn. Nhưng mà cái này nó cũng có nhiều cái mặt lắm mà chúng ta cần phải xem xét. Cái thứ hai đó, trong đa số các nghiên cứu ở trong thành phố, những cái trường hợp đái tháo đường mà bệnh nhân không tử vong, tức là không nặng, thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân mà thường gặp nhất là ăn uống không đúng bữa, bỏ bữa. Đó. Vì vậy chúng ta phải chỉ dẫn cho bệnh nhân, tức là cái giờ ăn đối với người đái tháo đường là nó không có gọi là quá lệch lạc, tức là tới bữa là phải ăn. Và mỗi bữa là cách nhau chừng khoảng 4 cho tới 5 tiếng. Cái chuyện này rất là quan trọng, chứ nhiều khi đó người ta uống thuốc đầy đủ, người ta cũng chẳng có vấn đề gì hết, nhưng mà người ta bận buôn bán thì người ta bỏ bữa thì đương nhiên là phải gặp cơn hạ đường huyết. Cái đó không phải tại thuốc, mà cái đó là tại cái cách sống của bệnh nhân. Cái đó nó cũng quan trọng và chúng ta phải để ý. Rồi chúng ta cũng hỏi tiền sử, hoặc là nếu mà bệnh nhân không biết thì chúng ta phải cho khám biến chứng mạch máu nhỏ, đáy mắt, thận này, thần kinh này, khám bàn chân này, bệnh thần kinh tự chủ bao gồm cả rối loạn cương và đẹp dạ dày. Cái này đó thì thường thường là người ta hay khai với bác sĩ nam nhiều hơn, bác sĩ nữ ít khi mà bệnh nhân khai. Cái liệt dạ dày thì người ta hay khai, nó sẽ làm cho cái gì ra, cái bụng người ta nó lình xình, ăn mau no hay đầy à, nhưng mà rồi một hồi thì người ta thay đổi cái cảm giác rất là nhiều, tức là lúc thì ăn vô chút sẽ thấy no, nhưng mà nếu người ta không ăn nhiều thì về sau đó người ta lại đói, cẩn thận. Rồi tìm những cái biến chứng mạch máu lớn như bệnh mạch vành tim, bệnh mạch máu não và cái bệnh mạch máu ngoại vi, có thể là qua những câu hỏi hoặc là khám. Thí dụ như bệnh mạch vành, chúng ta có thể hỗ trợ làm thêm cái ECG, bởi vì có khi người ta không có đau ngực. Thế còn cái bệnh mà mạch máu não đó thì dĩ nhiên là không phải ai chúng ta cũng cho đi chụp mạch não. Cái chuyện đó là không có thực tế. Thế nhưng mà chúng ta có thể hỏi những cái cơn thoáng thiếu máu não, hoặc là hỏi người nhà, thí dụ như có hay lâu lâu tự nhiên ta có một khoảng thời gian quên, nói đớ hoặc là đánh rớt đồ gì đó vân vân, thoáng qua vài tiếng đồng hồ sau đó nó lại hồi phục trở lại. Còn bệnh mạch máu ngoại vi thì chúng ta bắt cái mạch máu ngoại vi để đo chiều cao, cân nặng và BMI, dĩ nhiên là chúng ta phải tính rồi. Đo huyết áp, kể cả huyết áp tư thế thì có chỉ định, tức là bệnh nhân cứ khai với mình nếu mà đang nằm ngồi dậy mà chóng mặt, chúng ta nên coi hạ áp tư thế. Khám đáy mắt, sờ tuyến giáp, tìm những cái dấu, thí dụ như dấu gai đen. Và nếu mà bệnh nhân đã tiêm insulin rồi đó thì định kỳ là các bạn nên kiểm cái chỗ tiêm insulin xem bệnh nhân tiêm có đúng hay không. Nếu mà bệnh nhân tiêm đúng là nó không có cái vết gì ở da hết. Còn nếu mà chúng ta thấy có bầm á, tức là bệnh nhân tiêm cạn so với cái mức cần thiết, thì nó mới bể những cái mạch máu ở dưới da và chúng ta mới thấy những cái vết bầm. Đó, vì vậy cũng phải kiểm rồi xem có cái nhiễm trùng ở cái vết tiêm trích hay không. Khám bàn chân thì chúng ta sẽ nhìn da ẩm hay là khô, chân có biến dạng, có vết chai hay vết loét,
sờ mạch mu bàn chân và sau mắt cá chân trong, đó phản xạ gân gối gân gót, và cái khám cảm giác là cảm giác rung và cảm giác tư thế. Thì đây là cảm giác rung âm thoa, đây là cái da khô và nứt của cái bàn chân đái tháo đường khi mà qua biến chứng thần kinh tự chủ, và đây là cái rối loạn về áp lực gây ra những cái vết loét. Và đây là một cái cách mà chúng ta khám cái bằng cái monofilament, tức là cái cảm giác về, gọi là đây là một loại cảm giác sâu. Thế nhưng mà nó có cái giá trị tiên đoán về cái vết loét bàn chân. Thường thường chúng ta khám ở 4 vị trí ở lòng bàn chân, nhưng mà hiện nay đó thì người ta giới hạn lại, tức là có thể chúng ta khám một ở đây và một cái ở đây là cũng được. Thế tuy nhiên nó tùy, thường thường khám 4 điểm như vậy thì nó an toàn cho bệnh nhân hơn. Và nếu không cảm nhận được cái gọi là cái sợi phiền này đó, thì chúng ta cũng phải để nhẹ vào cái bàn chân của bệnh nhân. Rồi sau đó chúng ta uốn cong cái rồi chúng ta rút ra. Và khi khám như vậy thì bệnh nhân phải không nhìn cái chỗ mà chúng ta khám. Thì chúng ta sẽ hỏi xem là bệnh nhân có cảm nhận được cái gì đụng vào vùng da hay không. Và nếu mà không cảm nhận được ở cả 4 vị trí này đó, thì cái nguy cơ vết loét chân sẽ rất là cao. Và đây là cái cách sờ cái mu, mạch mu bàn chân và cái mặt cá chân sau. Thì cái mạch mu bàn chân này đó, 10% trường hợp người bình thường là chúng ta không bắt được. Nhưng mà nếu chúng ta bắt được thì phải so sánh hai bên có đều nhau hay không. Và cái mạch mu bàn chân này nó sẽ đi cùng với da và cái độ ẩm của da chân. Thì nếu mà cái mạch mu bàn chân còn tốt thì thường thường là cái da nó mịn ẩm và nó có lông đầy đủ. Thế còn nếu mà đó nó bị tắc thì thường thường là cái da bệnh nhân là sẽ mất lông và có khi nó láng, nó thiếu cái chất dinh dưỡng. Thế tuy nhiên ở người Á Đông ấy thì thường thường cái lông nó không nhiều, thành ra cái triệu chứng mà mất lông nó cũng không có nổi bật rõ rệt như là đối với cái người Tây Phương. Về các xét nghiệm á, thì A1C, nếu mà bệnh nhân mới đến với chúng ta mà 3 tháng trước chưa làm thì chúng ta phải làm lại cái huyết sắc tố A1C và giải thích cho bệnh nhân vì sao chúng ta cần đo cái đó. Và nếu mà chưa có hoặc là chưa làm trong vòng 1 năm thì chúng ta phải làm lại bộ mỡ. Nó gồm một cholesterol toàn phần, HDL, LDL và triglyceride. Chúng ta nên làm cái xét nghiệm chức năng gan, AST, ALT và gamma GT. Bởi vì đối với người đái tháo đường không nghiện rượu, nếu có tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu liên quan đến đái tháo đường thì cái này nó sẽ hơi tăng. Và cái viêm gan nhiễm mỡ mà không do rượu cũng có khi nó cũng có thể đưa đến xơ gan nếu đường huyết không ổn định. Và một lý do nữa chúng ta nên làm ở Việt Nam là ở nước mình người ta nghiện rượu rất là nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta làm mà chúng ta thấy gamma GT tăng rất là nhiều, chỉ cần hỏi bệnh nhân mấy ngày trước có uống bia không là bệnh nhân sẽ khai đầy đủ là uống bao nhiêu bia. Cái tiếp theo là AST, ALT tăng còn có thể tăng vì những cái loại thuốc mà bệnh nhân dùng không có lý do, thí dụ những dược phẩm chức năng, lá cây rồi những cái thuốc gì đó. Bản thân cái lá cây thì tôi nghĩ thật ra nó cũng chả có tội tình gì, nhưng mà cái bảo quản của nó đó chúng ta không có được. Tại vì tất cả những cái gọi là những cái loại mà thực gọi là dược phẩm, thực phẩm mà từ lá cây, nếu chúng ta bảo quản không tốt nó rất dễ mọc mốc ở đó. Và cái nấm và mốc có thể là một yếu tố làm thay đổi cái men gan. Thì đây là một cái mà rất hay gặp ở trong thực hành, chúng ta cẩn thận một chút. Để phát hiện cái gọi là cái tổn thương của cầu thận thì chúng ta nên tìm albumin ở trong nước tiểu. Nếu mà không có điều kiện làm albumin trên creatinine, chúng ta có thể dùng cái giấy nhúng cũng được, cũng tốt thôi, thà làm còn hơn không. Và chúng ta làm creatinine huyết thanh và từ đó ước lượng cái độ lọc cầu thận và đo TSH ở đái tháo đường type 1. Thì bệnh nhân có, nhất là những người mà có rối loạn chuyển hóa lipid rất là nhiều và những phụ nữ trên 50 tuổi, chúng ta cũng biết đó, là cái suy giáp nó có thể là một nguyên nhân tự miễn, và đái tháo đường là type 1 là một bệnh bản chất là tự miễn, hai cái bệnh đó hay đi với nhau. Và cái suy giáp, cái tần suất của nó cũng xảy ra nhiều hơn ở cái người lớn tuổi, phụ nữ. Vì vậy cho nên chúng ta tầm soát ở đối tượng này. Ở nước mình á, thì cũng không có nghiên cứu ở Việt Nam, nhưng mà tôi á, thì mỗi một năm tôi cho làm TSH để tầm soát. Và đúng là chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp suy giáp dưới lâm sàng xuất hiện
với thời gian chúng ta theo dõi bệnh nhân. Cho nên tôi thấy là đo cái TSH cũng là một cái hợp lý đối với bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên nếu mà các anh chị thấy bệnh nhân quá tốn kém và bảo hiểm chi trả không trả thì các bạn chị có thể là cho đo một lần và vài năm sau đo lại cũng được. Tại vì ở nước mình thì chưa có nghiên cứu về cái vấn đề này. Lúc nào thì chúng ta cần chẩn đoán chuyên khoa? Thứ nhất là nên soi đáy mắt. Và ở nước mình ấy, thì soi đáy mắt là phải đưa tới chuyên khoa, bác sĩ chuyên khoa mắt. Nhưng mà đó, bây giờ người ta để cho, tại vì đây là phải tầm soát đại tràng, cho nên bây giờ người ta có những cái máy camera, người ta chụp ngay cái đáy mắt của bệnh nhân, người ta đưa đến cho bác sĩ chuyên khoa đọc, và sau đó nếu có vấn đề gì bất thường thì chúng ta mới làm thêm. Thì chúng ta cần sẽ bác sĩ chuyên khoa sẽ bớt quá tải hơn. Và tiếp theo nữa đó là đối với những phụ nữ trong tuổi sinh sản đó, thì chúng ta nên khuyên bệnh nhân là trong cái nếu mà muốn có thai nên ổn định đường huyết thật tốt trước khi có thai. Đó, rồi sau đó chúng ta có thể chuyển sang điều trị bằng insulin hoặc là ăn uống luyện tập. Nhưng mà bởi vì cái 3 tháng đầu nó rất là quan trọng. Nếu mà đường huyết tăng trong 3 tháng đầu thì dễ có cái dị tật thai nhi. Thành ra nếu muốn có thai, tốt nhất là có thai trong cái giai đoạn mà đường huyết rất là ổn định là tốt nhất cho bệnh nhân. Nếu có thể được là chúng ta nên gửi bệnh nhân một lần đến chuyên gia dinh dưỡng. Và nếu không thì chúng ta cũng phải bật thời gian để chỉ dẫn cho bệnh nhân. Và ở nước ngoài thì người ta cũng có cái hội về giáo dục sức khỏe, Việt Nam thì không có. Và cái nha sĩ để khám răng toàn diện và chuyên gia về sức khỏe tâm thần nếu cần. Ở nước ngoài là cái chuyện này nó quan trọng lắm, nhất là đối với trẻ em. Tôi để ý đó là những bác sĩ nhi khoa mà người ta chữa đái tháo đường trẻ em thì nó đến cái tuổi dậy thì là nó chứng lắm. Tức là nó có thể là nó sợ mập cho nên nó không tiêm insulin, rồi bạn bè mời cho nên nó ăn uống cái đường nó tăng lên ào ào. Mà bố mẹ thì cũng không nói gì được nhiều. Thành ra thường thường đó là tôi thấy để ý là cái đường hơi cao là nó gửi đến bác sĩ tâm lý để tư vấn về tâm lý cho bệnh nhân. Ở bên nước mình thì không có cái xa xỉ đó. Nếu các bạn về vấn đề nghi bệnh nhân có trầm cảm, gửi đến bác sĩ tâm lý chắc chắn bệnh nhân sẽ có một cái toa thuốc, ít nhất là 2-3 thứ thuốc. Và 2-3 thứ thuốc đó thì thường thường nó lại là làm cho đường huyết rối loạn thêm, và có khi nó lại làm những cái rối loạn về hormone khác nữa. Thế thành thử ra bản thân mình thì thôi, tôi cũng cố gắng nói chuyện với bệnh nhân thôi, chứ tôi cũng giới hạn cái chuyện gửi đến bác sĩ tâm thần. Tại bác sĩ tâm thần là chắc chắn sẽ có một toa 2-3 thứ thuốc, ta không có thời giờ để tư vấn cho bệnh nhân. Sau khi mà chúng ta đã xem xét hết thì chúng ta sẽ chọn mục tiêu điều trị cho bệnh nhân. Thì mục tiêu cũng không phải là cái gì cao ấy, nghĩa là khó khăn lắm. HbA1c cố gắng đưa xuống dưới 7, đường huyết trước ăn là trong khoảng 180 cho tới 130 và sau ăn là dưới 180, đó là theo Mỹ. Nhưng mà cái mục tiêu này nó thay đổi tùy theo cái tình trạng của bệnh nhân. Người trẻ chúng ta có thể đưa tới 6 và người ta hoàn toàn khỏe mạnh thì không sao hết. Đó, đường huyết đói là có thể khoảng 80 thậm chí 70 cũng được nếu người ta khỏe mạnh. Sau ăn có thể 140 cũng được nếu mà người ta không thấy cảm thấy có chuyện gì hết. Thành ra cái nó dao động rất là nhiều. Nhưng mà người già thì chúng ta phải cẩn thận. Tùy theo cái tình trạng sống của bệnh nhân, kỳ vọng sống và những cái bệnh đi kèm đó. Nếu mạnh khỏe còn sống lâu, chúng ta đưa đến gần như là bình thường, gần như là người trẻ. Chỉ có một cái đó là cái đường huyết lúc đi ngủ chúng ta nên để cho hơi cao cao một chút. Bởi vì đó đi ngủ chúng ta biết là chúng ta không ăn trong 8 giờ, cho nên nếu không cẩn thận người ta dễ hạ đường huyết ban đêm. Và nếu đó mà có bệnh phức tạp mà ở mức trung bình và cũng không còn sống lâu lắm, chúng ta có thể để dưới 8. Đường huyết đó có thể 90-150 cũng được. Sau ăn là trước khi đi ngủ là từ 100 tới 108. Và huyết áp thì dĩ nhiên là dưới 140/90. Và nếu mà rất là phức tạp, có nhiều bệnh, không cần sống lâu, không còn sống bao lâu nữa, thì chúng ta có thể để đường huyết hơi cao cũng được. Và cái này người ta gọi là cái cá thể hóa về mục tiêu điều trị. Và cái này là chuyện thực tế. Trước khi đưa ra guideline thì bác sĩ nào mà điều trị bệnh nhân nhiều cũng vậy thôi. Tại vì là mình đã so sánh giữa mà cái áp lực là bệnh nhân phải dùng nhiều thứ để cho đường huyết ổn định với cái lợi đó về phương diện lâu dài, chúng ta sẽ chọn một cái mức độ nào thích hợp nhất cho bệnh nhân.
Về điều trị thì dĩ nhiên là ăn uống và luyện tập cực kỳ quan trọng. 50% cái thành công trong điều trị. Còn lại là thuốc, thì thuốc viên chúng ta có rất nhiều loại, chúng ta sẽ nói trong một dịp khác. Và thuốc tiêm thì hiện nay chúng ta có hai loại, là các chế phẩm insulin và cái GLP-1 analog. Cái quan trọng là cái thay đổi lối sống và luyện tập. Thì dĩ nhiên là cũng thay đổi theo từng cá nhân thôi. Nhưng mà trung bình là đi bộ, phải không? 30 phút một ngày và không nghỉ quá 2 ngày. Thường thường là tập aerobic, tức là những cái mà cần tiêu thụ oxygen nhiều á. Và người ta khuyên hiện nay là nên tập đối kháng ít nhất là 2 lần một tuần. Thì tập đối kháng chẳng có cái gì là phức tạp hết. Tức là chúng ta bây giờ chúng ta có thể ra cái siêu thị của Nhật á, cho bệnh nhân mua một cái dây kéo, cái dây elastic á, bằng cao su á. Thế nói bệnh nhân kéo là như vậy nè, theo cái gọi là cái chỉ dẫn của bệnh nhân, kéo lên kéo xuống như vậy tùy theo mức tuổi của bệnh nhân. Thì đấy cũng là cái tập đối kháng rồi. Hoặc là mua một cái tạ cũng không cần nặng lắm, và khoảng độ 1 kg thôi. Và chúng ta tập các cái động tác như là đưa lên đưa xuống, đưa trước đưa sau như vậy, rất là nhẹ nhàng, và cứ 2 tuần một lần như vậy. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là nếu mà công việc mà làm chúng ta ngồi lâu thì 90 phút phải đứng dậy đi lại chừng 50 phút. Cái này đối với các công nhân viên thì hiện nay rất là quan trọng. Còn hiện nay đó thì cái phương pháp mà hiệu quả nhất để điều trị béo phì và tiểu đường là phẫu thuật dạ dày. Bởi vì chúng ta biết tiểu đề kháng insulin chủ yếu là do béo phì. Béo phì chủ yếu là do ăn. Vì vậy cho nên đừng ăn nữa, giống như cách đây độ 50-60 năm chúng ta thiếu ăn thì tiểu đường của mình đâu có nhiều. Thế vì vậy cho nên cắt dạ dày, hoặc là để một cái bong bóng vào dạ dày cho nó giảm cái volume lại là hay nhất và hiệu quả nhất. Là với bộ vào khoảng 7 ngày thôi là đường huyết thanh đang trở lại bình thường. Và kéo dài rất là lâu. Đó. Tuy nhiên, cái gì nó cũng có mặt trái của nó hết. Vì cần có kế hoạch theo dõi, dùng thuốc và dinh dưỡng điều trị suốt đời. Tức là bệnh nhân phải ăn một cái kiểu riêng. Đây bây giờ dạ dày nó nhỏ lại, thức ăn nó xuống ngay ruột. Đó, cho nên phải ăn một cái kiểu khác, phải theo dõi theo cái kiểu khác. Và có những trường hợp người ta bị cái dumping syndrome, tức là người ta ăn cái thức ăn nó xuống ruột, tức là nó gây ra một cái flushing, chóng mặt, khó chịu và muốn xỉu. Thế vì vậy cho nên là không có chỉ định thường quy được, và thường người ta chỉ chỉ định những cái người rất là mập và có những cái biến chứng của cái mập đó, thí dụ đi lại không được, bệnh tim mạch gì đó vân vân và vân vân. Nhưng mà một cái suy luận từ cái này đó thì chúng ta thấy nếu mà cái cắt dạ dày nó có hiệu quả như vậy thì chúng ta trở lại cái kiểu ăn uống mà nhiều chất xơ để cho nó kiếm một cái thể tích ở trong dạ dày. Và trước khi mà chúng ta ăn carbohydrate thì cũng có thể đấy là một giải pháp. Và có những trường hợp người ta gọi là rất là gọi là chủ động đó, người ta làm như vậy thì đường huyết cũng ổn thôi. Còn đây là cái đối đế mình mới phải dùng cái này. Bởi vì một cái phẫu thuật thì thường thường nó kém theo những cái hệ lụy khác. Đó. Bây giờ ngoài cái chuyện mà điều trị thì dĩ nhiên là chúng ta phải đánh giá các cái biến chứng. Về biến chứng tim mạch thì có liên quan là đánh giá huyết áp này, mỡ máu này, ngừng hút thuốc và đặt vấn đề sử dụng aspirin. Về biến chứng mạch máu nhỏ thì chúng ta khám đáy mắt, thử albumin để, và đo được độ lọc cầu thận ước tính. Và biến chứng thần kinh như ta đã trình bày, chăm sóc bàn chân và phát hiện các cái bệnh đồng mắc, nhất là ở trên người lớn tuổi. Về huyết áp á, thì nếu mà chúng ta mới tiếp xúc với bệnh nhân mà đo là huyết áp khoảng 120/80 là bắt đầu phải thay đổi lối sống. Thay đổi lối sống là gì? Thì cũng như là tiểu đường thôi. Tức là ăn nhiều chất xơ, đi bộ mỗi ngày nửa tiếng. Nhưng mà quan trọng là giảm muối trong thức ăn. Thường thường là muối vào khoảng dưới 6 gram một ngày. Tức là cái chloride natri vào khoảng 2-3 gram. Và cái điều này rất là khó. Đường thì người ta kiêng được nhưng mà mặn rất là khó. Và thường thường chúng ta sẽ chỉ dẫn cho bệnh nhân, tức là khi ăn á, cái vị mặn nó rất là quan trọng. Thế vì vậy cho nên là chúng ta không có ăn có thể luộc hoặc là hấp là chính, và khi ăn chúng ta mới chấm. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ chủ động được cái lượng natri đưa vào người bệnh nhân ngoài cái lượng natri có sẵn ở trong bữa ăn. Tuy nhiên, nếu mà người đó có tăng huyết áp và dùng thuốc lợi tiểu, các anh chị nên định kỳ kiểm tra cái natri cho bệnh nhân. Bởi vì đó, có những người người ta rất là cực đoan, người ta ăn quá lạt, này dùng thuốc lợi tiểu nữa thì vài tháng sau người ta sẽ bị hạ natri huyết.
Và hạ natri huyết thì cái triệu chứng nó lại rất là giống tiêu hóa, tức là nó làm người ta ói mửa, người ta ăn ngon không ngon. Và khi ói mửa ăn không ngon như vậy, mình lầm tưởng là một cái biến chứng của tiểu đường thì rất là phức tạp. Vì vậy định kỳ chúng ta phải thử natri kali cho bệnh nhân. Bắt đầu trên 140/90 thì phải thay đổi lối sống và dùng thuốc. Và mục tiêu huyết áp hiện nay là dưới 140/90. Nếu mà coi biến chứng thận thì dưới 130/80. Hoặc là người trẻ còn sống lâu và dùng dưới 130/80 mm thủy ngân huyết áp, không có vấn đề gì hết thì có thể chúng ta để cái huyết áp đó cũng được. Miễn là đừng quá thấp, dưới 110 mm thủy ngân thì cái đó không có khuyến cáo nhiều. Vì dinh dưỡng điều trị thì cũng tương tự như tiểu đường và khẩu phần DASH, tức là khẩu phần nhiều chất xơ, ít muối và có nhiều cái axit béo, gọi là không no, đơn giá. Và thuốc lựa chọn hàng đầu thì dĩ nhiên ức chế men truyền, ức chế thụ thể. Và phối hợp thì lựa chọn ưu tiên là lợi tiểu hoặc là amlodipine. Nếu phối hợp ba loại thuốc, bắt buộc phải có một cái loại thuốc lợi tiểu. Về cái statin á, thì Mỹ nó theo cái hiệp hội tim mạch, cho nên nó đánh giá nguy cơ cho bệnh nhân và dựa trên lứa tuổi quyết định cái liều statin. Nếu mà dưới 40 không có yếu tố nguy cơ tim mạch nào hết, nghĩa là những yếu tố nguy cơ tim mạch định nghĩa là NDN trên hay bằng 100 mg/dL, có tăng huyết áp, hút thuốc lá, thừa cân hoặc béo phì. Nếu không có gì hết đó thì không cần dùng statin. Mỗi năm thử lại cái bộ lipid. Nếu có nguy cơ tim mạch như là vừa mới kể thì dùng statin liều trung bình hoặc cao, tức là thí dụ như atorvastatin là 20-40 mg mỗi ngày. Đó. Rồi nếu mà có bệnh tim mạch rõ, tức là đã có biến chứng tim mạch hoặc là hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta dùng liều cao, tức là atorvastatin là 40 mg trở lên. Còn nếu mà người từ 40-75 không có yếu tố nguy cơ nào hết, đã phải dùng statin liều trung bình, có yếu tố nguy cơ tim mạch dùng liều cao, và có bệnh tim mạch rõ thì dùng liều cao. Riêng có cái người già, tức là trên 75 đó, không có yếu tố tim mạch thì chúng ta dùng liều trung bình. Có yếu tố nguy cơ tim mạch thì từ trung bình đến cao, và có cái bệnh lý tim mạch rõ thì dùng cao, tức là liều nó hơi thấp một chút. Và Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ cũng như Hiệp hội Tim mạch Mỹ đó thì nói là không cần phải theo dõi bộ mỡ, nhưng chúng ta cần theo dõi để xem bệnh nhân có uống thuốc hay không. Thành ra nói chung là các nhà nội tiết học vẫn gọi là lâu lâu đo lại bộ mỡ để xem cái tính tuân trị của bệnh nhân. Statin thì nó có tác dụng rất là tốt là giảm yếu tố nguy cơ tim mạch và giảm mảng xơ vữa. Và ngày nay đó thì người ta còn có những cái nghiên cứu mới đó, người ta thấy là nhờ cái tính kháng viêm của statin đó, nó có một phần nào có ích lợi trong cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ở người đái tháo đường. Thế vì vậy cho nên cái statin là chúng ta thường sử dụng. Về aspirin thì nếu mà phòng ngừa nguyên phát thì chỉ dùng trên những người có tăng nguy cơ tim mạch, nam trên 50 tuổi, nữ trên 60 và có kèm ít nhất một trong những nguy cơ tim mạch sau đây, như là tiền sử gia đình có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa lipid và tiểu albumin. Không có thì có thể chúng ta không dùng, không ai nói gì hết. Nhưng mà nếu mà đã có một biến cố tim mạch rồi thì bắt buộc phải dùng. Và không có dung nạp aspirin thì dùng cái clopidogrel. Và sau một cái biến cố mạch vành cấp thì chúng ta phải dùng gọi là ức chế kép, tức là vừa aspirin vừa clopidogrel, theo như là bên tim mạch khuyến cáo. Cái quan trọng tiếp theo là chúng ta quản lý cái bệnh thận của bệnh nhân. Chúng ta thử albumin và độ lọc creatinine, rồi kali máu mỗi năm cho bệnh nhân. Khi mà độ lọc cầu thận ước tính bắt đầu giảm đến giai đoạn 2, 45-60 ấy, thì nếu mà nghi ngờ là bệnh nhân có một vấn đề gì đó ở bệnh thận mà không phải do đái tháo đường, thí dụ như tự nhiên có trụ hồng cầu trong nước tiểu, thí dụ như là độ lọc cầu thận trong con tháng mà nó giảm từ bình thường xuống rất là nhanh đó, thì chúng ta nên hỏi thêm ý kiến chuyên gia về thận. Và nhớ dùng cái này để điều chỉnh điều thuốc. Rồi khi mà đã giảm độ lọc cầu thận thì phải theo dõi độ lọc cầu thận ước tính mỗi 6 tháng. Và chúng ta biết là thận ngoài cái đặc điểm là lọc
nước tiểu ngăn các cái chất không có mất qua ngoài nước tiểu, nó còn có cái tác dụng giữ thăng bằng kiềm toan và một số tác dụng nội tiết nữa. Vì vậy đó cho nên là khi đấy chúng ta phải theo dõi ion đồ, bicarbonat, hemoglobin để theo dõi cái tác dụng mà tiết erythropoietin của thận, canxi, phosphor và PTH, tức là hormone cận giáp, ít nhất là một năm một lần, và bảo đảm đủ cái vitamin D cho bệnh nhân. Bởi vì thận nó tiết ra cái hydroxylase, nó chuyển cái vitamin D thành ra cái dạng hoạt động. Chúng ta cũng nếu cần là bệnh nhân bị nặng quá cũng nên xem xét đo mật độ xương, và bệnh nhân phải có một chế độ dinh dưỡng khác biệt. Suy thận nặng hơn nữa thì theo dõi độ lọc cầu thận ước tính mỗi 3 tháng. Xét nghiệm cũng như trên nhưng mà gần hơn, tức là mỗi 3 đến 6 tháng, và phải điều chỉnh liều thuốc. Và dưới 30 thì nên hỏi thêm ý kiến của bác sĩ chuyên khoa thận. Khi nào thì chúng ta nghi ngờ cái vấn đề về thận này không phải là do đái tháo đường? Thứ nhất là đái tháo đường type 2 mới chẩn đoán dưới 10 năm, tiểu đạm ở cái mức đại lượng, tức là trên 3 gram trong 24 giờ. Hoặc là nó từ đạm niệu vi lượng, tháng sau đã tới cái mức trung bình là 1 gram trong 24 giờ rồi. Tiểu đạm tăng nhanh trong thời gian ngắn, tăng huyết áp kháng trị, dùng đến 4 thứ thuốc trong đó có lợi tiểu mà không giảm, với điều kiện bệnh nhân uống thuốc đầy đủ. Độ lọc cầu thận giảm nhanh, có bất thường trong phân tích nước tiểu, thí dụ như trụ hồng cầu hoặc bạch cầu. Khi đó chúng ta nên hỏi thêm các bác sĩ về thận để xem cho mình. Về đáy mắt thì đối với đái tháo đường type 1, chúng ta cho khám 5 năm sau chẩn đoán. Nhưng mà bây giờ đó người ta khuyên là 3 năm sau chúng ta đã nên khám lại rồi. Tại vì bây giờ cái yếu tố môi trường đó, nó ảnh hưởng rất nhiều lên cái đái tháo đường, thậm chí cả đái tháo đường type 1. Còn ngay cái lúc mới chẩn đoán thì đái tháo đường type 2 đã phải cho khám đáy mắt. Nếu bình thường thì tái khám sau 1 năm và bây giờ người ta kéo dài thêm ra 2 năm. Tức là người đái tháo đường type 2 đáy mắt bình thường, tất cả các yếu tố chúng ta kiểm tra được hết thì có chi. Lần đầu bình thường thì 2 năm sau chúng ta mới cần cho khám lại. Còn nếu đái tháo đường mà lại có thai thì phải khám đáy mắt ngay, nhất là trong 3 tháng đầu, và theo dõi sát trong suốt thai kỳ cho đến 1 năm sau sinh. Nhưng nếu là đái tháo đường thai kỳ, tức là cái người này đã thử đường huyết bình thường trong quý 1, quý 2 của thai kỳ bình thường, đến tuần lễ thứ 24 làm nghiệm pháp dung nạp glucose là chúng ta thấy bất thường, thì cái đó nếu cẩn thận chúng ta cho khám đáy mắt chứ không có bắt buộc. Còn có đái tháo đường sẵn thì bắt buộc phải khám đáy mắt. Về khám thần kinh thì nên để thời gian khám. Lần đầu là đối với đái tháo đường type 1 là 5 năm sau chẩn đoán, type 2 cũng tương tự như vậy, ngay lúc chẩn đoán. Và chúng ta khám cái gì? Phải không? Chúng ta khám cái cảm giác xúc giác nóng lạnh đau và cái cảm giác về tư thế và monofilament cho bệnh nhân. Cái đó theo như là các nhà gọi là đánh giá về thần kinh là mất 5 phút. Và dĩ nhiên là 5 phút của mình là cũng rất là quý đó. Về chăm sóc bàn chân thì dĩ nhiên là chúng ta phải khám thần kinh. Quan trọng nhất là không đi chân đất, vệ sinh bằng bàn chân, cắt móng chân đúng cách, tức là những người này đừng có đi làm móng. Tức là người ta khoét vào cái móng rồi người ta lấy mấy cái sợi ra đó. Thì cái này rất là nguy hiểm, đối với đái tháo đường rất dễ bị nhiễm trùng. Và mua giày dép vừa chân. Thì cái giày dép vừa chân đó, thì chúng ta cũng biết là chúng ta nên mua buổi chiều. Tại vì buổi chiều đó bao giờ nó hơi có tăng trọng lên một chút. Thành ra mua giày dép vào buổi chiều. Và trước khi đi giày á, thì chúng ta nên đẩy ngược cái giày ra ngoài để xem đó là có cái vật dạ lạ gì ở trong đó hay không. Không đi chân đất đó. Tiếp theo nữa là nếu da khô phải có những cái dung dịch dưỡng ẩm ở da. Vậy đi chân đất thì chúng ta dễ bị vào những cái dị vật này. Và người ta cũng khuyên là không nên đi dép quai sỏ, tại vì nó có thể làm hư cái vùng kẽ chân giữa cái ngón đầu tiên và cái ngón thứ hai. Và trước khi đi ngủ thì rửa sạch chân và lau bằng cái khăn ẩm, lau khô rồi mới đi ngủ. Thì cái vấn đề ở Việt Nam á, là trong những cái nghiên cứu về nguy cơ gây ra loét chân ở bệnh nhân đái tháo đường á, thì hai cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất, nhất là ở cái miền quê, là thứ nhất là đi chân không, và thứ hai đó là chăm sóc chân không đúng cách. Tức là khi mà bệnh nhân thấy hơi tê tê một chút, hơ lửa để cho giảm cái cảm giác bỏng rát. Cái thứ hai là ta thấy cái chai chân là người ta dùng cái dao người ta tự nạo. Nhưng cái này phải là chuyên gia hết. Tại vì nếu bệnh nhân tự làm sẽ gây tổn thương.
Và cái nhiễm trùng nó sẽ lan rất là nhanh nếu đường huyết không ổn định. Thành ra chúng ta để ý ở Việt Nam đi chân đất và chăm sóc chân không đúng cách. Ở nước ngoài thì không có cái chuyện mà đi chân đất. Đó. Rồi các cái bệnh đi cùng là trầm cảm, hiện nay người ta quan tâm đến rất là nhiều. Bởi vì nếu bệnh nhân có trầm cảm, người ta không quan tâm đến điều trị. Không quan tâm đến điều trị thì không thể nào đạt được hiệu quả điều trị. Ở Việt Nam thì chúng ta bắt đầu có những nghiên cứu về trầm cảm ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngưng thở lúc ngủ cũng rất là quan trọng. Những cái người béo phì á, các bạn cần hỏi cái người mà ngủ cùng đó là ban đêm bệnh nhân có ngáy nhiều không? Và có những cái lúc tự nhiên ngưng không ngáy nữa, rồi lại ngáy lại. Đó thì cứ nhỏ nhỏ to dần rồi lại ngưng đấy. Thì có chừng đấy là nhịp thở chê stock, ngưng thở lúc ngủ. Và lúc đấy đó, đường huyết rất là khó ổn định bởi vì cái kích thước giao cảm nó tăng. Thế vì vậy cho nên đôi khi là, thứ nhất là bây giờ bệnh nhân hỏi giờ vậy thì tôi làm thế nào? Thì nếu mà có cái máy CPAP là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà không ấy, thì chúng ta nói bệnh nhân nằm nghiêng. Tại vì khi mà nằm ngửa đó, cái lưỡi nó rớt ra phía sau ấy, thì nó lại dễ tạo điều kiện cho cái chuyện đó. Tuy nhiên đây là vấn đề mà chúng ta phải đưa đến chuyên gia giấc ngủ để cho ra điều trị. Gan nhiễm mỡ không do rượu thì chúng ta nói rồi, ung thư, tầm soát ung thư nếu có thể được, nhất là vú và tiền lập tuyến và cái ung thư ruột già, gãy xương đối với những người bắt có biến chứng về thận, giảm nhận thức khi mà đường huyết không ổn định lâu. Các bạn biết đó, là cái giảm nhận thức có thể là do tuổi già, bệnh Alzheimer, nhưng mà tiểu đường ấy nó có một cái loại giảm nhận thức do nguyên nhân mạch máu, tức là dementia mà vascular đó. Tức là nếu mà cái các bạn cho làm cái MRI não, các bạn sẽ thấy là có những cái nhồi máu lỗ khuyết, tức là những cái mạch máu nhỏ nó bị tắc. Đó là một loại biến chứng mạch máu nhỏ. Thành ra một số bệnh nhân của tôi mà có tiền á, bắt đầu tự nhiên mình thấy có hay quên. Mình khám người ta cả chục năm rồi, cái bây giờ tự nhiên ta chả nhớ cái gì hết, dặn cái gì, vừa nói câu trước câu sau người ta đã quên. Hoặc là người ta có những cái gọi là người nhà nói những cái bệnh nhân hồi này thay đổi đó về cái trí nhớ quá, cho đi làm y như rằng ai cũng có cái nhồi máu lỗ khuyết. Thành ra cái vascular dementia nó cũng rất là quan trọng trên những cái người đái tháo đường lâu ngày và đường huyết không ổn định tốt. Dĩ nhiên chúng ta biết ổn định tốt thì những cái biến chứng nó không xảy ra. Đối với nam giới thì có thể là giảm testosterone, rồi bệnh nha chu cẩn thận, lãng tai và giảm thính lực ở trên người già. Quan trọng tiếp theo nữa là vấn đề chủng ngừa. Thì chúng ta cũng biết là mỗi năm người đái tháo đường nên chủng ngừa như người bình thường. Tức là gần đến mùa chúng ta ngừa cúm và pneumococcus là quan trọng nhất. Đó, rồi sau đó là có thể viêm gan, rồi nếu bị chó cắn thì ngừa chích ngừa chó dại, vân vân. Đấy là người bình thường chích ngừa như thế nào, người đái tháo đường chích ngừa như vậy. Và chúng ta nên khuyến khích cái chuyện này. Bởi vì hiện nay thì chúng ta lại bắt đầu có lại những cái huyết thanh rất là tốt để ngừa bệnh cho bệnh nhân. Thì đấy là cái chăm sóc tất cả cho người đái tháo đường. Nhìn thì có vẻ phức tạp, nhưng mà thật ra nếu các bạn chú tâm mà làm thì thật ra chúng ta cũng chỉ cần là một năm một lần lặp lại. Còn lúc thường thì chúng ta đã quen biết bệnh nhân quá nhiều rồi, thì nhiều khi có vấn đề gì là chúng ta cũng cứ nhận ra ngay cho bệnh nhân. Vì vậy chúng ta chú ý tầm soát biến chứng và quản lý biến chứng, bởi vì đa số là nó không có triệu chứng cho tới cái giai đoạn nặng. Và chú ý là nâng cao cái tính chủ động của bệnh nhân, tức là đừng có phó mặc cái chuyện điều trị cho bác sĩ, có cái gì thì khai cho mình để mình biết. Bây giờ đó thì tôi thêm một chút xíu cái này để cho các bạn biết, bởi vì đó cái bệnh đái tháo đường bây giờ nó rất là đa dạng, nó có nhiều cái thể bệnh mới mà kinh điển bây giờ chúng ta không có gặp. Thì thứ nhất là cái đái tháo đường type 1 và type 2 thì tôi đã trình bày rồi. Còn những cái type chuyên biệt khác như là khiếm khuyết di truyền về chức năng tế bào beta, thì vì di truyền về tác động của insulin, thì cái này là chúng ta cũng phải nhờ tới di truyền để chẩn đoán và nó hiếm. Và cái điều trị thì cũng là điều trị tăng đường huyết. Bệnh tụy ngoài tiết chúng ta phải cẩn thận, bởi vì có những cái người bị sơ tụy, có những người bị sỏi tụy, những người bị cắt tụy, thì những người này insulin là tốt nhất. Dùng thuốc và hóa chất thì chúng ta cũng cẩn thận, mà cái này tương đối ít gặp. Tăng đường huyết thứ phát, thí dụ như hội chứng Cushing gì đó vân vân, là chúng ta điều trị cái tận gốc. Đái tháo đường thai kỳ thì nó có cái định nghĩa riêng. Nhưng mà cái quan trọng là những cái thể không điển hình ấy, thì các bạn cảnh giác. Cái thứ nhất là cái đái tháo đường type 1 vô căn và xuất hiện đột ngột, người ta gọi là cái Flatbush diabetes. Thì hồi xưa là Mỹ là nó công bố đầu tiên
Sau đó người ta thấy ở châu Á nó cũng rất là hay gặp. Bản thân tôi cũng gặp 2-3 trường hợp như vậy rồi. Tức là những cái người đi khám sức khỏe tổng quát tuần lễ đầu bình thường, một ngột một cái ngày của tuần sau thôi chứ không có cần hơn, tự nhiên bệnh nhân có vào nhiễm ceton acid, uống nhiều tiểu nhiều, ceton tăng, toàn máu, rối loạn điện giải, A1C hoàn toàn bình thường. Đó, thành ra cái này anh chị phải cảnh giác, đừng có nghĩ rằng một tuần trước nó bình thường mà tuần sau nó không có tiểu đường. Bởi vì cái thể này chúng ta đã bắt đầu gặp, nhất ở các bệnh viện mà tuyến trên á, và sự tiết insulin thì rất là dao động và không đo có kháng thể gì hết. Thế rồi sau khi chữa bệnh nhân có thể ổn định vài tháng rồi đái tháo đường lại trở lại. Thành ra cái thể này là cái thể chúng ta phải cảnh giác. Đừng có, nếu mà đã có triệu chứng thử đường và xác định, cần thì cho thử lại, nằm trong bệnh viện. Nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng đe dọa như uống nhiều tiểu nhiều, sụt cân và có nhịp thở Kussmaul, thì cái kiểu này là hiện nay nó xuất hiện này, cho nên tôi cũng cảnh giác với các bạn. Cái thứ hai thì cái kiểu này nó diễn tiến chậm hơn, tức là tuy là người lớn tuổi nhưng mà lại bị đái tháo đường type 1, tức là cần insulin để điều trị và có tự kháng thể ở trong máu. Thì những người này nếu mà đo C-peptide thì thấp hoặc không có. Và chúng ta cũng biết là đái tháo đường type 2 thì cái tính di truyền của nó rất là mạnh, cho nên trong gia đình thảo nào cũng có người bị tiểu đường. Nhưng mà những người này thì tiền sử gia đình không có gì hết, lớn tuổi mà có tự kháng thể, không có tiền sử gia đình, chúng ta nên nghĩ đến cái đái tháo đường type 1 diễn tiến chậm và xuất hiện ở người lớn tuổi. Tiếp theo là cái đái tháo đường type 2 mà xuất hiện ở người trẻ, thì cái loại này nó dễ chẩn đoán và dễ cảnh giác hơn, là tại vì bệnh nhân trẻ tuổi có đái tháo đường, không có kháng thể gì hết nhưng mà diễn tiến cứ từ từ, và trong gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác đều có người bị đái tháo đường, và cái thế hệ sau thì càng ngày càng trẻ, thì đó là bệnh đái tháo đường gọi là kiểu là type 2 mà xảy ra ở trên người trẻ. Và cái quan trọng là đái tháo đường do tụy, là bệnh nhân suy toàn bộ chức năng tụy tạng do viêm tụy vì nghiện rượu, chấn thương, viêm tụy cấp nhiều lần. Và thường thì chúng ta suy tụy ngoại tiết trước khi suy tụy nội tiết. Cho nên hỏi trong tiền sử thế nào bệnh nhân có tiêu chảy, là ăn uống không có tiêu và đi tiểu ra, ăn rau thì đi tiểu ra hết cả cái sợi sơ gì đó vân vân. Và điều trị thì dĩ nhiên là chúng ta cần men tụy cùng với insulin. Và sau cùng là đái tháo đường thai kỳ. Theo cái định nghĩa cũ đó, thì đó là cái mất dung nạp glucose được phát hiện lần đầu tiên trong thai kỳ. Nghĩa là có thể người đó có đái tháo đường từ trước chưa phát hiện, đến lúc đái tháo đường mới có thai. Hoặc là người đó lúc trước không bệnh gì hết, tới lúc có thai đường mới tăng. Nhưng mà theo cái định nghĩa mới đó, thì là đái tháo đường mà trong cái quý đầu của thai kỳ mà đường đã cao, thì tức là người đó đã có đái tháo đường từ trước và bây giờ có thai. Còn nếu mà quý đầu của thai kỳ đường huyết hoàn toàn bình thường, đến tuần lễ thứ 24 tháng 8 chúng ta làm nghiệm pháp dung nạp đường, cho uống 75g đường, đo lúc đói 1 giờ sau, 2 giờ sau, có bất thường thì khi đó mới là đái tháo đường thai kỳ thực sự. Tại sao chúng ta phân biệt hai cái đó? Bởi vì cái đái tháo đường thai kỳ mà thực sự nó dễ chữa hơn. 80-90% trường hợp mà bệnh nhân ăn uống đúng theo như chỉ dẫn là đường huyết ổn định, rất ít khi phải dùng đến insulin. Còn cái người mà có đái tháo đường từ trước rồi có thai, đôi khi rất là khó điều trị, thì cái đó chúng ta để ý một chút. Thì đây là chấm dứt cái phần nói của tôi. Nếu mà các bạn có gì thắc mắc, tôi nghĩ là chúng ta còn khoảng 5 phút để đặt câu hỏi. Còn nếu không thì các bạn có thể gửi câu hỏi về cho ban tổ chức, và đến cái lần mà nói về điều trị thì tôi sẽ tìm cách là tôi trả lời. Xin cảm ơn.